Xin chào các bác nhé, xin chào các bạn nhé. Trước hết là cảm ơn các bác, cảm ơn các bạn đã xem cái video của chúng tôi. Thì trong cái video hôm nay, chúng tôi xin nói về cái cách ngâm con bồ củi nhé. Thực ra thì là cái so sánh giữa cách con ngâm con bồ củi khô và con bồ củi còn sống. Trên tay tôi là đang là con bồ củi rang rồi đấy các bác nhé. Này, đang con bồ củi này, con bồ củi rang rồi nhé. Con bồ củi khô, tức là con bồ củi sống mà tôi đã rang trong các video trước ấy. Bây giờ nó là khô rồi. Thì con bồ củi này là thông thường những bác ở xa tôi sẽ gửi cho các bác để các bác ngâm rượu. Còn những bác nào ở những cái vùng mà sâu hơn, xa hơn nữa thì chúng tôi phải cho một ít rượu ở đây nhé. Phải cho một ít rượu ở đây mới gửi đi mới được. Bởi vì trong quá trình nó gửi đến lâu các bác ấy, thì con bồ củi này đi đường nó sẽ bị ẩm mốc hoặc vào thì nó sẽ bị mốc. Cho nên nó sẽ mất chất. Thường là các bác ở rất xa thì chúng tôi phải cho một ít rượu ở đây gửi thì nó mới được nhé. Nhiều khi cho một ít rượu ở đây thì các bác lại thắc mắc rằng là chúng tôi ngâm xong rồi mới cho các bác, nhưng mà chúng tôi thì sẽ không làm cái việc như thế nhé. Hơn nữa là khi mà con bồ củi này nếu mà ngâm rồi thì các bác ngâm xong thì nó sẽ không ra cái màu như màu nước trà đâu nhé. Rồi còn hôm nay trên tay tôi có cả con bồ củi còn đang sống này các bác này. Các bác nhìn thấy không? Rồi thì có một số bác thắc mắc là tại sao mà gửi bồ củi tôi này, tôi ngâm xong nó vẫn nổi lên. Thì cái loại bột củi rang này này nhé, tôi để bột củi rang trong hộp này này, thì bột củi rang rồi ấy, thì là nó ngâm thì nó sẽ nổi lên nhé. Còn con bột củi sống này thì bác ngâm thì nó chìm xuống đấy. Thì bây giờ tôi sẽ rửa qua cái con bột củi này bằng nước lã rồi, và bây giờ tôi rửa qua bằng rượu xong tôi sẽ ngâm luôn cho bác xem nhé. Đấy. Rồi, chỗ này của tôi là 200 con bồ củi sống nhé. Thì tôi cho rượu vào tôi tráng qua đi, xong tôi đổ là ra nhé để tôi ngâm. Đấy là cách ngâm con bồ củi sống nhé. Đấy, này con bồ củi sống này các bác rửa sạch này. Các bác nhớ này, các bác con bồ củi sống này nhé. Này các bác rửa sạch. Xong đó là các bác cho bình ngâm. Đấy các bác nhìn thấy nó đang chạy đấy. Cho bình ngâm rồi các bác tráng qua bằng rượu đi nhé. Rồi các bác đổ rượu vào các bác ngâm nhé. Thì con bồ củi này ta cũng ngâm cái rượu tầm 40 độ nhé. Xong nữa là ta ngâm trong thời gian khoảng 3 tháng. Con bồ củi khô này cũng thế nhé. Chúng ta cũng các bác có thể rửa lại hoặc không được. Chúng tôi đây đã sao vàng hạ thổ rồi cho nên chúng tôi không rửa lại nữa. Mà tôi đổ trực tiếp đây để chúng tôi ngâm. Đây là 100 con bồ củi khô. Chúng tôi sẽ ngâm luôn cho các bác xem nhé. Thì con bồ củi khô này nó sẽ nổi lên khi mà cho vào ngâm ấy nhé. Khi mà cho rượu vào con bồ củi khô cái này thì nó sẽ, con đây là con bồ củi khô ấy nhé, khô đấy. Chết thì nó sẽ nổi lên, còn đây con bồ củi sống này đấy thì nó sẽ chìm xuống, chìm ngay lập tức nhé. Rồi đây là bình rượu các bác nhé. Rồi tôi sẽ rót rượu vào cho các bác xem nhé. Đây các bác gì á, nhìn thấy ạ. Đây. Đây nhá. Đấy, cái con bồ củi sống này thì nó sẽ chìm như này nhá. Sau khi nó uống no rượu rồi thì nó sẽ chìm dưới đáy này, chìm luôn nhá. Đấy. Cái còn con bồ củi khô thì sao? Đây các bác nhìn thấy không? Con bồ củi khô này. Đấy, còn một củ khô nó ngâm nó nổi lên như này. Đấy. Thì sau một thời gian khoảng 1 tháng thì đấy nó ngấm được đủ nước vào thì bắt đầu nó mới chìm xuống nhé. Đây là con một củ khô này. Đấy. Cho nên nhiều bác bảo thế tại sao đi ngâm thì nó cứ nổi lềnh phềnh lên trên nhé, là do mất một thời gian dài thì nó mới chìm xuống được nhé. Đấy, con một củ khô và con một củ sống nó ngâm nó khác nhau như thế. Rồi thì ấy thì các bác nhớ là dán cái ngày tháng lên nhé, vì chúng ta ngâm lâu chúng ta sẽ không nhớ được ngày tháng đâu.
Hôm nay là ngày 26 tháng 2 nhé các bác nhé. Hôm nay là 26 tháng 2 2019 nhé. Hôm nay là sự kiện ông Tổng thống Mỹ Trump và gặp ông gì nhỉ? Tổng Bí thư à? Chủ tịch nước à? Kim Jong-un đúng không? Của Triều Tiên. Một ông thì đi tàu hỏa bọc thép, một ông thì đi máy bay đúng không? Kể như thế để các bác biết được thời gian quay cái video nó chính xác đúng không? Rồi. 26 tháng 2 nha. Con bọ cụi này nó đang nổi trên. Vậy thì câu trả lời là bao nhiêu lâu thì nó chìm xuống? Vậy thì khi nào nó chìm xuống thì tôi sẽ quay một cái video cho các bác xem nhé. 1 tháng xem nó có chìm xuống nhé. Rồi. Cái còn con bọ cụi tươi này nhé. Con bọ cụi sống này này. Các bác nhìn thấy nó hơi khó, nhưng mà con bọ cụi sống này nhé. Đó. Đây con bọ cụi sống. Thì là nó sẽ chìm ngay lập tức nhé. Chìm ngay lập tức. Đó nhé. Rồi. Vậy thì các bác sẽ đặt ra câu hỏi là cái nào ngâm cái nào nó chất lượng hơn cái nào đúng không? Theo tôi đánh giá thì cái con bổ củi sao vàng này này. Sao vàng hạ thổ xong thì ngâm nó sẽ có chất lượng hơn là cái ông không sao vàng này nhá. Không sao vàng này. Ừ. Ông này thì nó sẽ là ngâm sống thì nó sẽ có tính chất nó sẽ mát hơn, và ông này ngâm mình sao vàng hạ thổ thì chắc chắn là nó sẽ có cái âm dương nhiều hơn. Đấy. Còn về cái chất lượng rượu hai thứ ấy, thì khi nào được hai bình này tôi sẽ thử cho các bác xem chất lượng loại nào ngon hơn nhé. Cùng một loại rượu, cùng một số lượng, cùng một thể tích. Đấy, ông này là 200 con và ông này là 100 con. Ừ. Thì xem màu sắc và chất lượng nó ra làm sao thì hẹn các bác ở những cái video khác. Nhưng mà theo như tôi đánh giá thì như thế nào để ngâm được một con bột củi chất lượng? Con bột củi chất lượng thì theo tôi yêu cầu là các bác lấy về thì các bác phải rửa sạch, xong nó các bác rang qua, sao vàng qua, hạ thổ và cho vào ngâm rượu. Những bác nào mà ở xa thì các bác có thể nhờ chúng tôi cho một ít rượu vào bảo quản, xong đó là gửi cho các bác. Như vậy là cái con bột củi đấy là chất lượng nhất. Còn lại thì trong cái trường hợp là những bác ở xa mà không thể, những bác mà ở gần thì có thể là lấy con bột củi vừa rang xong chưa cho rượu vào cũng được, nhưng mà những bác ở xa thì phải bảo quản như vậy. Vì thông thường cũng có một số bác ấy thì chúng tôi gửi hàng ấy thì các bác đặt hàng, ví dụ như các bác đặt 100 con là các bác lấy hàng ngay thì các bác sẽ nhận được những hàng chất lượng rất là tốt. Nhưng mà nhiều bác ấy thì lại có một số cái việc bận gì đó mà để vô tình thì không nhận được hàng, thì cái hàng đấy lại để lâu thì chất lượng của cái hàng đấy nó sẽ không được tốt. Cho nên là thường là các bác nếu như ở xa thì chúng tôi khuyên rằng con bột củi rang xong hạ thổ xong thì các bác nên cho một ít rượu vào và gửi đi cho các bác, như vậy là cái hàng nó đảm bảo chất lượng nhé. Rồi, thế còn con bồ củi nó có những tác dụng gì? Thì hiện nay thì không có công trình nghiên cứu khoa học, nhưng mà theo chúng tôi nhận thấy rằng con bồ củi thì có tác dụng chữa đau lưng, đau đầu gối, tức là chữa về xương khớp, chữa về dương khí rất là tốt. Hơn nữa là con bồ củi nó có tác dụng chữa vô sinh. Rồi con bồ củi nó có cái tác dụng là giúp mà cải thiện sàng lọc giới tính. Ví dụ như là con bồ củi này nếu mà dùng nhiều thì thông thường sẽ giúp các bác mà sinh con trai rất là tốt. Hơn nữa là con bồ củi này thì ngoài cái tác dụng về sinh lý rồi về xương khớp nó còn có những tác dụng khác nữa, nhưng mà chúng tôi không nghiên cứu cho nên chúng tôi không biết được. Cũng mong rằng bác nào mà biết được thì các bác có thể chia sẻ cho chúng tôi cái tác dụng của những con bồ củi này. Rồi thực ra thì chúng tôi cũng còn hạn chế trong cái vấn đề này. Rồi xin là cảm ơn các bác đã xem cái video của chúng tôi nhé. Hơn nữa thì qua đây thì chúng tôi cũng xin giới thiệu với các bác là ngoài cái việc ngâm rượu con bồ củi ra thì chúng tôi còn có ấy, ngâm bìm bịp rừng, tắc kè rừng, rồi một số cái sản phẩm khác của rừng, đặc biệt như những cái thang như này là có xin giới thiệu tới các bác là cái thang Amacông nhé. Cái thang này thì có tem này, rồi có mã vạch này, có địa chỉ rõ ràng. Các bác nào mà dùng cái thang Amacông này thì hãy liên hệ với chúng tôi. Cái thang Amacông nó quý nhất ở cái cây trơm trân, nếu các bác là không mua đúng cái cây trơm trân chuẩn thì nó sẽ không có tác dụng nhiều nhé. Rồi xin cảm ơn các bác đã xem video của tôi nhé, và xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo. Các bác nhớ đăng ký kênh để luôn luôn nhận được những cái video mới nhất nhé. Xin chào các bác.